Xin chào thầy và các bạn, em là anh Phi lớp G45. Hôm nay em xin trình bày về lưu ý việc làm bệnh án của bệnh nhân ở khoa ngoại tiết niệu. Bệnh án gồm có hai loại bệnh án tiền phẫu và bệnh án hậu phẫu. Tiền phẫu, từ lúc bắt đầu khám bệnh thì phần trước đó sẽ là phần bệnh sử. Tiền sử và bệnh sử rất dễ nhầm lẫn với nhau, ví dụ như bệnh nhân vào viện khám bệnh mà bệnh này bệnh nhân đã khám cách đây gần 10-20 năm trước do bác sĩ sai hoặc do bệnh nhân không tuân thủ điều trị, thì bệnh ấy vẫn nằm trong bệnh sử dù thời gian cách đây bao nhiêu năm. Thứ hai, một bệnh nhân đến viện được chẩn đoán sỏi hai bên và đã được giải quyết bên trái ổn định. 6 tháng sau, bệnh nhân vào viện để giải quyết phần sỏi bên phải, thì phần sỏi bên trái đã giải quyết 6 tháng trước sẽ trở thành phần tiền sử. Về bệnh phẫu, bệnh nhân đã mổ rồi cho nên bệnh án sẽ tính từ lúc bác sĩ khám bệnh. Còn phần trước khi bác sĩ khám bệnh sẽ trở thành phần bệnh sử. Bệnh sử của bệnh án hậu phẫu sẽ phải kèm theo những cận lâm sàng để xác định phương pháp mổ đúng hay chưa. Các cận lâm sàng cần phải rút gọn tối đa phần bệnh sử. Phần quan trọng của bệnh án là đưa ra biện luận để đưa ra các option để bệnh nhân lựa chọn. Các option do bác sĩ đưa ra, còn phần choi là do bệnh nhân lựa chọn. Ví dụ, một bệnh nhân nam 45 tuổi thật phải ứ nước độ 1, HU 900, kích thước 10x12mm, cao 1m65, nặng 70kg, lựa chọn phương pháp phẫu thuật trong trường hợp này, first choice ESWL, second choice laser, third choice laparoscopy. Để vượt qua một bệnh án, chúng ta cần phải trả lời các câu hỏi sau. Về công thức máu, các vấn đề liên quan tới lết, đặc biệt là hepcidin. Hepcidin là protein do gan sản xuất, điều hòa các sắt trong cơ thể, ức chế quá trình hấp thu sắt từ ruột non, ức chế gan giải phóng sắt dự trữ, xuất hiện trong quá trình viêm mãn tính. Thứ hai, đọc được điện tâm đồ như tim khử cực từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, từ sau ra trước, đọc được các chỉ đạo D3, các chỉ đạo chức vách, vân vân. Thứ ba, ít quen tim phổi tiêu chuẩn ABC, A airway, B bone, C cardiac. Riêng đối với nữ còn đọc thêm phần rest. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe, em xin hết.